Công ty chúng tôi nhận thiết kế thi công, trang trí, nâng cấp cải tạo các phòng hát karaoke tại Bình Dương. Thì tất cả các mẫu sử dụng đều là những mẫu VIP nhất và đẹp nhất. Ngoài ra thì vật liệu cũng là tất cả các loại vật liệu đều là vật liệu chống cháy, độ bền cao, độ bền gần như mãi mãi luôn, bởi vì là vật liệu inox, là cái loại vật liệu mà nó không bị hoen, có ố, không bị hư hại, không bị chảy xước, nên là quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về những cái mẫu phòng mà bên mình thiết kế và thi công tại Bình Dương. Nếu mà quý khách có nhu cầu thì có thể liên hệ, thì bên mình sẽ tư vấn cụ thể những cái mẫu là phù hợp và mức giá hợp lý nhất, phù hợp với nguồn tài chính mà quý khách đầu tư. Còn về giấy tờ thì bên mình đủ hết các giấy tờ cho các loại vật liệu thi công, thì khách hàng có thể sử dụng các loại giấy tờ đó để làm hồ sơ thẩm định phòng cháy là ok. Đấy, mọi người có nhu cầu thì vui lòng liên hệ bên mình, số điện thoại 0902 555 222. Bên mình sẽ tư vấn cụ thể từ hành lang, sảnh cho đến phòng, cách bài trí, công năng sử dụng. Bên mình sẽ tư vấn cụ thể để quán có thể đi vào hoạt động nhanh nhất. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi.